Dạ, buổi nãy vlog xin chào ông bà cô chú anh chị à. Có anh Minh nữa kìa. Nhật Minh kìa, chị Bình Tinh kìa. Chào. Em chào anh. Em chào chị Bình Tinh nha. Em chào chị Ba nha. Trời ơi, chị Ba Bình Tinh chú. Vậy là mình qua nhà trọ mà. Trời ơi, đợi chị từ hổm bữa giờ. Ở chị Lon xuống lộ ở bên kia. Em ở trọ trong đây luôn. Để phòng chị luôn. Đúng rồi. Rồi, vừa tính. À, giờ chị Ba lên nhận phòng ha. Ở ngoài với chị Lon hả? Vậy là chị mướn phòng cho kiếp của chị ở đây. Dạ. Vậy là chị Ba ở ngoài kia với chị Bình Tinh. Quên ơi chị Lon. Dạ. Xuống từ bữa mà chị hát về trung tâm á. Ủa chị mới hát ở lúc đó. Dạ, dạ hồi chiều rồi. Hồi chiều buổi tối chưa ạ? Có bà chủ của nó. Dạ. Tụi em xuống bữa 23 tới giờ á, đợi chị với chị Lon xuống tới giờ. Gái dễ thương quá. Gái của chị nha chị. Trời ơi. Rồi để chị Ba qua lại bà lại nha. Chào chị Hồng mà. Chào chị Hồng là Nhật Minh. Lê Duy. Đừng nói chữ hội. Chữ bảo. Vô cúng luôn hả chị? Chị vô cúng đó, vô trong không cho mình quay rồi. Mình chắc quay ở ngoài. Không có cho vô trong quay. Thôi em đi theo chị vô trong luôn, vô bà luôn. Béo la bữa nay đi chơi với mẹ vui không béo? Đứng đây đừng có quay qua bà. Chị Ba giờ vô lại bà ha cô chú anh chị ơi. Cát Tuyền ca sĩ hát ngoại Cát Tuyền. Rồi đi qua kia. À, qua kia. Được rồi, phụ nữ. Dạ. Nàng ba nếp lại ẩu nhất. Dạ. Rồi ta kiếm cho nàng hảo về vợ chồng nó rồi. Em thấy có nhang ở bên trong đó chị. Ẩu nhất. Bye.
trong nói chuyện rồi. Dạ em chào anh nè. Rồi chị ba vô trong nói chuyện rồi ha. Dạ em chào anh mới xuống luôn hả? Một vậy mà em tưởng đâu chị ba đi đang đi show bên kia, phía này mới xuống tới chứ. Bây giờ cứ tưởng là đi show bên kia. Dạ. Chiều chị Loan em nghe nó chị Loan xuống rồi mà chị Loan đi chơi hay gì rồi? Ba ngày mới gặp. Ba ngày. Ba ngày hả? Em nhưng mà tôi em xuống trước 3 ngày đón chị Loan với chị Ba Bình Tinh nè. Ba ngày hả? Bốn ngày. Ủa chị có hàng khó. Hy vọng là kênh YouTube cũng ra được lúc đầu chịu như. Thấy xuống tới đây còn mặc áo của cậu nữa nè, thấy không? Giờ chị Ba đang làm việc trong áo. Hãy xuống tới đây còn mặc áo của cậu đi nữa nè, thấy không? Chị ba đang nói chuyện ở bên trong cô chú anh chị ba đang nói chuyện ở bên trong đợi chị ba la cái mới cúng ha. Ba đang vô làm thủ tục để mà cúng. Bữa nay là cái phía sau bà ngồi á là ai muốn cầu nguyện gì lại đây cầu nguyện bà. Đó, người ta bà lên thiên lắm á. Người ta lại đây người ta vái ha. Mặc vô là vái cái gì đó là bà ở sau lưng bà nghe. Không mà mặc vô nghe có người mình nó khỏe lắm nha. Là mình tâm sự cầu nguyện. Quấn mặt sau lưng bà đó, bà phù hộ. Giái cái gì là bà nghe cái đó, bà phù hộ cho mấy anh em. Rồi mình lại đem nói chuyện với anh Nhật Minh đi. Thôi chị ba la kìa.